Chào mừng các bạn đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản. Chúng tôi lại có một nhà hàng giới thiệu đến cô bác anh chị. Chúng tôi đang đứng đây là tại vị trí địa chỉ số 1774 đường Quang Trung, thành phố Tâm Điệp. Vị trí cách với đền Dâu khoảng 300m về phía đi Thanh Hóa. Và chúng tôi hôm nay là muốn giới thiệu với các bạn chính là một bất động sản, đó chính là nhà hàng Phương Nguyệt. Rồi các bạn đang nhìn tổng thể toàn bộ cái nhà hàng Phương Nguyệt đây. Ở đằng sau thì là xây dựng một khu nhà để ở khá là cao cấp, và đằng trước là nhà hàng. Nhìn ra mặt tiền là quốc lộ 1A. Hiện nay chúng tôi đang đứng đây thì với cái lưu lượng xe cộ đi qua lại Thanh Hóa, Tam Điệp, Ninh Bình hay là Hà Nội khá là đông. Bởi vì thưa với các bạn là hiện nay là Tam Điệp chưa có đường tránh, cho nên là cái lưu lượng là rất là đông xe. Vâng, và đây chính là cái mặt tiền của nhà Phương Nguyệt. Với mặt tiền là chiều ngang là 9,2m và chiều dài 17,5. Nằm ngay đầu ve, tức là ngõ 1774 đường Quang Trung. Vâng, đây anh Tuân cho khán giả xem cái ngõ 1774. Ngay cái cột mốc là đi nhà máy gạch Tam Điệp và đi Thanh Hóa. Đấy. Nhà hàng này là nằm đầu ve, hướng căn nhà này là hướng đông nam. Bây giờ chúng tôi mời các bạn cùng đi vào để tham quan căn nhà này. Xin mời. Mặt tiền của nhà hàng này thì gia chủ chúng tôi đang làm hai bộ cửa kính cường lực để thứ nhất là đảm bảo độ sáng và cũng như là tiếng ồn. Với thiết kế là dành cho nhà hàng cho nên là khá là rộng rãi và thoáng. Mặt tiền là 9,2m và dài 17,5. Và các bạn, cái toàn bộ cái khu vực của nhà hàng là phòng khách, tức là cái khu vực để phục vụ cho khách ăn uống. Nhà hàng Phương Nguyệt thì ở đây chúng tôi là phục vụ khá là nhiều các đặc sản món ăn như dê núi và gà đồi. Đấy, các bạn nhìn. Và hiện tại là gia chủ hai bác là cũng có tuổi rồi, cho nên là cái việc mà phục vụ khách hàng là có lẽ là phải nhường lại cho những cô bác anh chị nào trẻ khỏe tiếp tục với cái nghề nhà hàng ăn uống. Đấy. Và với cái vị trí mà mặt đường quốc lộ 1A như thế này khá là phù hợp cho các bạn kinh doanh buôn bán. Ở trên này khu vực đền Dâu này thì hiện tại là tương đối nhiều những bà con cô bác là đang kinh doanh cái ngành nghề về ô tô, sửa chữa ô tô, máy xúc máy ủi và một số nhà hàng. Trên này thì cũng nổi tiếng là có cái nhà hàng Thương Lương, dê núi. Dê Thương Lương là lương thương là các bạn cũng biết, và đây dê là dê Phương Nguyệt. Diện tích của cái khu vực sảnh tầng 1 này thì bề ngang là 9 và chiều dài là rơi vào tầm khoảng 10m, tức là rơi vào tầm 90m². Đấy. Gia chủ chúng tôi là cũng xây dựng để gần như là chống vào trần thì cũng rất là thoáng và cao. Đấy, đã được lắp toàn bộ quạt trần và có một số cái cũng có thể là lắp điều hòa đây. Hiện nay thì cái nội thất của nhà hàng ăn này là như thế này, các bạn nhìn này, một bàn vuông và ghế. Thì cái việc mà để mà khi mà cô chú bàn giao lại các bạn mà thỏa thuận được về cái giá cả thì có thể là thỏa thuận với cô chú về cái việc mà đồ đạc là mua đi bán lại như thế này hợp lý hơn, tức là thuận mua vừa bán. Bề ngang là 9,2, chiều dài là 17,5 đầu ve. Và được thiết kế là một sảnh dành cho nhà hàng và phía đằng sau rơi vào tầm khoảng 10m, gần 10m là dành để cho khu vực để ở. Và bây giờ chúng tôi mời các bạn cùng vào xem. Đấy, đây khu vực này là khu vực cột chịu lực này, cột chịu lực cho sàn tầng 1. Bên trong này là cái khu vực mà dành cho nấu nướng cho đầu bếp. Đấy, các bạn nhìn này. Khu vực chúng tôi bước vào đây là khá là thoáng, mát, rất là mát. Đấy. Khu vực này là khu vực dành cho đầu bếp, nhà bếp đấy. Đấy. Hệ thống này là nấu nướng này.
Bước lùi xuống phía dưới này là ngăn cách với khu nhà bếp, thì là cái khu khu vực để đồ, để thực phẩm hay là để rửa, để bát chén, bát đũa đây. Và cái bên hông này là cái lợi tận dụng lợi thế của đầu ve, là có khu vực để cửa này. Với cửa này thì chúng tôi đang gia chủ là cũng làm sẵn một cái bậc trượt để lên xuống, là cũng có thể tối các bạn có xe ô tô đánh vào đây. Vừa một cái chiếc xe 7 chỗ, chiếc xe 7 chỗ các bạn đưa vào đây. Đó. Khu vực đầu ve này nó dài tới 17,5 các bạn nhé. Đây giấy tờ chúng tôi đang cầm, giấy phép sử dụng đất, tức là của từ thời Ủy ban Nhân dân thị xã Tam Điệp. Mặt tiền là 17,5. Đó. Đằng sau này là cái khu vực gia chủ dành ra một góc để xe. Đấy. Và tiếp giáp với khu vực để xe thì là chính là cái căn nhà để ở này. Chúng tôi mời các bạn vào xem. Cửa này là khá là dày. Cửa dày chống ồn. Đấy, đây là khu vực phòng khách. Phòng khách khá là sang trọng. Thiết kế kệ để những cái bức tranh, bức ảnh của gia đình nhìn rất là đẹp. Gia chủ nó mắt thẩm mỹ là tuyệt vời đấy. Ngoài bên kia đằng trước thì là khu vực để nhà hàng, nhưng mà bước vào cái khu vực mà để sinh hoạt này thì thấy là cái mắt thẩm mỹ của gia chủ rất là tuyệt vời. Treo những khung ảnh của gia đình, rồi là những khung ảnh nhỏ tranh ảnh. Đó. Khu vực phòng khách. Phòng khách này nó rơi vào tầm 25 m², các bạn nhìn đấy. Từ khu vực nhà để xe thì bước sang bên này chính là cái làm một cái cửa để bước lên khu vực nhà hàng. Đấy, khu vực nhà hàng này thì anh quay luôn lên đây để cho khách có thể nhìn cái mắt tổng thể luôn về cái khu vực tầng 1 này đã này. Thì tiếp nối giữa cái khu vực nhà hàng và cái khu phòng khách này là cái khu rửa tay, bồn rửa tay này, rồi khu vệ sinh đấy, dành cho khách. Thiết kế đẹp lắm các bạn. Đấy, toàn bộ đã được ốp này là ốp đá này. Ốp đá cho các bạn nhé. Ốp đá. Đá mài. Đấy. Đấy. Rất là lịch sự, khu vực vệ sinh rất lịch sự. Và đây là một cái phòng tắm dành cho nhân viên. Đó, phòng tắm dành cho nhân viên. Thì cô bác anh chị nào mà có nhu cầu về cái bất động sản để mà mở về nhà hàng thì cái bất động sản này cũng rất là phù hợp cho cô bác anh chị. Đấy, vệ sinh là có nam có nữ. Vừa rửa tay. Đấy. Tiếp giáp với cái khu vực phòng khách mà để nối với khu nhà, tức là cái khu nhà hàng và phòng khách, thì cái phần cầu thang này chúng tôi mời các bạn lên cầu thang này chứ để tham quan xem bên trên này. Cầu thang là ốp đá, cầu thang inox ốp đá các bạn này. Khá là rộng rãi, rơi tầm khoảng 1 m. Rồi, bên trên này chính là khu tầng 2 của nhà hàng. Là khu vực này là gia chủ cũng dành để cho khách đấy. Trong trường hợp mà muốn có những sự riêng tư thì các bạn lên tới tầng 2 đây. Đó, quạt, điện đầy đủ, ánh sáng này, ánh sáng màu. Có lẽ là đèn này đèn đổi màu đấy, tôi thử xem nào. À, đèn vàng. Đó. Đấy. Xung quanh là vì đầu ve cho nên là cái ánh sáng cũng rất là tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn góc nào cũng có thể là nhìn ra đằng trước, nhìn ra bên hông. Đó. Hướng này hướng đông nam nhìn ra quốc lộ 1A này. Tầng 2 này dành cho phòng khách thì nó rơi vào tầm là 30 m², tầm 30 m² khu vực này. Có anh chị nào mà quan tâm thì mời lên trực tiếp gặp bác chủ nhà để thỏa thuận về, thứ nhất là về giá cả và xem lại căn nhà này có phù hợp hay không. Đấy, và cái tầng 2 của phần nhà hàng này thì bên này thì là khu sân phơi rồi, thì chúng tôi sẽ mời các bạn vòng sang bên kia. Đó.
Và bây giờ chúng tôi mời các bạn đi xuống. Tầng 2 là của khu vực bên trên nhà hàng là hết rồi. Chúng ta tiếp tục lên với tầng 2 của khu phòng khách của gia đình. Chú Hà đẹp trai đang ngồi kia để chờ anh em chúng tôi nhé. Hôm sau mời chú Hà lên sóng. Rồi, cháu quay tiếp cái khu vực phòng khách gia đình này bác nhé. Bên trong này là bước vào là từ khu vực nhà hàng bước vào thì là khu phòng khách, và bên trong này là phòng ngủ đây các bạn này. Phòng ngủ này rơi vào hơn 10m2. Đấy, cũng đều có sẵn tủ giường. Đây, bật điện lên các bạn xem. Nói chung là tranh ảnh khắp nơi, nhìn xung quanh là một gia đình tuyệt vời, rất là đầm ấm và hạnh phúc. Xung quanh là nhìn ảnh đẹp lắm, cháu nhìn là thích. Đấy, bên cạnh này là phòng vệ sinh này các bạn này. Phòng vệ sinh này cũng vừa đủ. Khu vực này thì gia chủ cũng làm một cái hệ thống mà để cho giống như là khu vực nhà gọi là pha chế, khu vực pha chế. Đấy, uống rượu là sẵn có đây là cũng không phải đi tìm. Đấy. Xin mời anh lên cho khách lên tầng 2 để xem. Ở trong này thì cái cầu thang này thì tay vịn này là làm bằng khả năng là nhựa. Nhựa và cũng là ốp đá. Đó. Khu vực phòng khách này, anh quay vào phòng khách này cho khách xem. Phòng khách này thì nó khá là khép kín các bạn nhé. Thứ nhất là giường, tủ. Cái phần bên này thì là có lẽ là cửa sổ đây. Cửa sổ nhìn đằng sau. Đó. Vừa lấy gió vừa lấy thoáng hai bên. Và bên trong này là khu vực vệ sinh khép kín. Anh quay khu vực vệ sinh khép kín này. Anh Tuân Sport Casamen. Khu vực vệ sinh đây các bạn này. Phải nói là khá đẹp. Nước nôi đầy đủ. Khu vực vệ sinh này thì đều được đã được ốp gạch lên tới trần rồi các bạn nhé. Khu vực vệ sinh là ốp này, ốp gạch hết rồi. Lắp thêm một quạt nữa, thông gió khá là mát ở trong này. Nói chung là thích đấy, nhìn thích, rất là thích. Cửa là có lấy thoáng. Phòng khách này thì hơn 10m2. Bước ra cái phần sảnh này thì rất là rộng. Đó, đây các bác lại thiết kế thêm một phòng vệ sinh nữa, tổng phòng vệ sinh chung. Tức là một cái căn phòng ngủ này có phòng vệ sinh rồi thì bước ra ngoài lại một căn phòng vệ sinh chung cho ba căn, hai căn phòng ở hai bên này nữa. Nói chung là rất nhiều phòng, một căn nhà khá là rộng, diện tích 9.2m2 và chiều dài 17.5, lại đầu ve nữa cho nên là được gia chủ chúng tôi thiết kế khá là nhiều phòng. Đồ đạc là các hiện tại là gia chủ chúng tôi hiện tại hai bác đang ở đây nhé các bạn nhé. Hai bác đang ở đây, còn con cái thì đều là cũng đã trưởng thành hết rồi cho nên là hai bác cũng không có nhu cầu về sử dụng cái khu vực nhà hàng và căn nhà này nữa, và cũng đang muốn chuyển đến một cái khu vực mà có lẽ là nghỉ ngơi yên tĩnh hơn, ví dụ như là khu nhà vườn sinh thái chẳng hạn. Cho nên là hai bác muốn nhượng lại cho cô bác anh chị nào phù hợp với giá là 3.2 tỷ, khá là rẻ. Với một cái diện tích như này, mặt đường quốc lộ 1A mà 9 x 17.5, có lẽ là các bạn nhân giúp tôi cái là 9.2 x 17.5, xem là tổng diện tích là bao nhiêu. Đây là một cái phòng ngủ cũng ở trước nữa, và có một cái cửa sổ là nhìn ra đầu ve này. Đấy, các bạn nhìn đi xuống thoáng, rất là thoáng. Trần là được đổ bê tông. Nói chung là thiết kế là cũng khá là đẹp, với cái cũ hiện đại này. Chỗ này có thể là treo tranh ảnh. Đấy. Một cái giường, một cái tủ rất là thoải mái, một bàn học. Phía đằng trước này chính là cái khu mà sân phơi. Các bạn nhìn này, khu sân phơi. Nắng, ánh nắng, đón ánh nắng. Chơi cây cảnh rồi. Cái cầu thang của lên với tầng 3. Lên tầng 3 thì là khu vực là gian thờ. Đấy, khu vực này khu vực gian thờ.
và cũng là thêm một cái khu để phơi quần áo. Trên này thì là để máy giặt này, để đồ, thứ nhất là máy giặt. Đấy, rộng, khá là rộng rãi. Gian thờ và bước ra bên ngoài này. Bên ngoài này là sân phơi, cũng làm sân phơi. Các bạn nhìn cái khung cảnh phía đằng sau của căn nhà này, của nhà Phương Việt, quả núi nhá. Đúng nghĩa là lưng tựa, tựa núi, lưng tựa sơn, mặt hướng quốc lộ 1A. Đúng rồi, có lẽ là một sơ suất, một sơ suất mà chúng tôi chưa kịp xem. Đấy chính là mặt đằng sau là một con đường khá là rộng như này, rơi vào tầm 8 mét, 7-8 mét gì đó. Đấy, 3 mặt tiền, tức là căn nhà này là 3 mặt tiền chứ không phải là 2 mặt mặt tiền. Đấy, quay từ trên dưới cho mọi người cùng xem luôn giấy phép mà sử dụng đất. Đấy, đây là bản sao các anh chị nhé. Và đây cái mặt sau này, mặt sau được vẽ như thế này. Đấy, quay sát vào chút. 3 mặt mặt tiền. Tìm đường này 2-3 mét này. Mặt đằng sau tìm đường chỉ giới xây dựng 3,5 mét. Rồi. Ừ. Rồi đúng rồi. Đó, đây là nhìn thẳng ra đường quốc lộ 1A này. Các bạn nhìn này. Nhà hàng Phương Việt, dê núi gà đồi. Có ba anh chị nào mà quan tâm thì hãy liên hệ với Long Việt Bất Động Sản. Số điện thoại của chúng tôi là 085-928-7777 và số anh Tuân Sport là 0964-320-888. Và cô bác anh chị cũng có thể lên trực tiếp gặp nhà hàng Phương Nguyệt, tức là gặp bác chủ là bác Nguyễn Duy Phương để trao đổi cụ thể về căn nhà này cũng như là về giá tiền hoặc là thỏa thuận hoặc là xem kỹ lại thêm một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video clip của chúng tôi và rất mong được cô bác anh chị hãy ủng hộ bằng cách là ấn nút đăng ký, like, chia sẻ. Và có ý kiến đóng góp gì thì các bạn hãy comment. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video clip tiếp theo về bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại.